Đây, chào các bạn nha. Đây, đây, con chuột đây. Bây giờ bẫy rồi xui ạ. Ở ngoài Bắc thì hay ăn cái món thui thui này các bạn ạ. Trong Nam thì người ta cứ thế này, người ta nột ra hoặc là người ta làm sạch lông là người ta cho lên bếp rán hay là người ta nấu thôi nha. Đấy, xa xa lông nó cháy đấy, ngửa nó bén đấy. Thứ ngon lắm, bạn ươm các bạn ạ. Một tên đấy nhở? Trên đất. À. Vâng. À. Ai bố con ăn? Đấy. Ăn ngon lắm. Cái gì vậy? Con là bí. Bé. Quay rồi. Đấy. Ừ, vàng ươm này, ươm này. Vàng chưa? Chơi cho anh luôn. Ừ. Ừ, ngon không? À, cái này là mần được bữa rồi này. Ừ. Thôi cho nó vào đây nhá. Ừ. Tên. Thì các bạn nhá. Hôm nay thầy mình ướp gia vị để trưa nay rán con chuột bắt được các bạn, ngon không? Ừ. Đấy, đây là giềng các bạn. Đấy. Ít thôi ạ, miếng con và một củ sả nữa mà. Không băm cái kia chứ, đập dập cái sả mà băm một củ. Đây là sư phụ. Sư phụ thân sinh. Cũng nghiện món thịt chuột lắm nhưng mà bắt được có 4 con các bạn ạ. 4 con nhưng con này cũng khá là to đấy các bạn. Này, ngon không? Vòng vòng bàn tay đấy. Đây là con chuột cống nhum. Ở ngoài Bắc mình gọi là chuột đất. Ở miền Tây thì gọi là con chuột cống nhum. Một tí thôi, cái đấy là được không? Chuyển ra mũ luôn đấy. Chú áp cháo. Dễ to quá. Với bạn ở miền Tây rất hay ăn món này, phải biết thì rất là ngon. Cho thêm tí dừa cho nó thơm. Món này tuyệt cú mèo luôn đấy các bạn ạ. Bắn thì để camera nó xa xa là nó bắn. Con này nó đi đứt xì rượu đấy. Cắt đôi ra cho nhanh chín các bạn ạ. Ngon không? Vàng ươm.
Ngon lắm. Thấy không? Bắn đó là các bạn, bắn nó sao, bắn được xa này ra. Chín rồi các bạn ạ. Chín vàng ôm đi này. Bật bếp nha. Chín rồi. Vàng ôm đi này. Hai cho em biết này. Wow, các bạn nhìn này. Thấy chén không? Vàng xoáy luôn. Hai ngon lắm. Cho là đĩa. Ê, ngon không? Đấy. Đấy. Luôn đấy. Ngon lắm. Thôi chuẩn bị đi ăn thôi các bạn ơi, ngon quá trời luôn. Thèm quá ngồi ăn đây các bạn. À, ăn cơm rồi nhưng mà ăn thịt chuột cho nó. Ngon lắm các bạn. Tuyệt vời. Giòn, béo. Ngon quá. Ngon. Ngon lắm các bạn. Giỏi. Chưa. Ăn tuyệt cú mèo. Chào tạm biệt các bạn nhé.